Chào thầy và các bạn, hôm nay em xin trình bày phần giãn tĩnh mạch chi dưới left varicose veins. Giãn tĩnh mạch chi dưới được định nghĩa là sự suy giảm chức năng đưa máu từ tĩnh mạch về tim của chi dưới, gây nên hiện tượng ứ động máu ở tĩnh mạch và làm cho các tĩnh mạch này bị phình ra, nổi lên trên gần sát bề mặt da, gây nên các triệu chứng như là đau chân, mỏi chân, phù nề nếu như mà đứng lâu hoặc ngồi lâu, có thể gây chuột rút vào ban đêm và dị cảm như bị kiến bò dưới cẳng chân vào buổi tối. Giãn tĩnh mạch chi dưới, giãn tĩnh mạch có thể xảy ra ở bất cứ tĩnh mạch nào trong cơ thể, ngay cả ở tay, tuy nhiên thì nó thường xuất hiện ở tĩnh mạch chi dưới bởi vì hệ thống tĩnh mạch chi dưới là một hệ thống tĩnh mạch dài và phức tạp nhất. Nó cũng chịu áp lực bởi trọng lực của cơ thể. Để tìm hiểu về nguyên nhân giãn tĩnh mạch chi dưới, trước tiên chúng ta sẽ nhắc về bốn yếu tố để đưa máu tĩnh mạch về tim. Thứ nhất là sức bóp của tim, thứ hai là các van tĩnh mạch, thứ ba là sự co bóp của cơ trơn và thứ tư là áp lực luân âm của lồng ngực. Trong trường hợp giãn tĩnh mạch chi dưới thì nguyên nhân chính là do sự suy giảm chức năng của van tĩnh mạch hoặc là sự suy yếu thành tĩnh mạch, cũng có thể là do viêm tĩnh mạch. Vì thế, những người bị giãn tĩnh mạch chi dưới thường là những người già, ít vận động, những người phải làm trong môi trường đứng lâu hoặc ngồi lâu, những người ăn ít chất xơ và phụ nữ mang thai. Về yếu tố giãn tĩnh mạch chi dưới thì thường không gây nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên nó chỉ gây khó chịu, đau đớn, gây mất thẩm mỹ và cản trở sinh hoạt của người bệnh. Tuy nhiên nếu như mà không được điều trị đúng cách thì nó có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, ví dụ như là huyết khối, xuất huyết và loét chân. Chẩn đoán giãn tĩnh mạch chi dưới từ kết quả khám chân và các triệu chứng kèm theo cũng có thể là thực hiện các nghiệm pháp đánh giá, bao gồm nghiệm pháp đánh giá chức năng van tĩnh mạch nông, nghiệm pháp đánh giá chức năng van tĩnh mạch sâu và đánh giá chức năng van tĩnh mạch xuyên. Các thăm khám cận lâm sàng bao gồm đo áp lực tĩnh mạch sâu chi dưới, chụp X quang tĩnh mạch chi dưới, đo sự thay đổi thể tích và chụp siêu âm Doppler kép. Hiện nay thì phương pháp chụp siêu âm Doppler kép mang lại giá trị chính xác nhất để chẩn đoán. Phương pháp điều trị thì hiện nay chúng ta cũng có nhiều phương pháp để điều trị giãn tĩnh mạch chi dưới, bao gồm vớ nén, liệu pháp sơ hóa, giải phẫu cắt bỏ, đốt nhiệt cao tần hoặc là đốt laser nội mạch. Ngoài ra chúng ta cũng có thể phòng bệnh bằng cách tránh ngồi lâu, đứng lâu, ăn nhiều chất xơ, rau củ và vitamin, tập thể dục thể thao, v.v. Phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy cô và các bạn.